Hiện nay xuất hiện các sàn giao dịch ngoại hối trái phép thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Các sàn được giới thiệu các dự án có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới với lãi suất cam kết 10 đến 30% một tháng. Thời gian đầu, các sàn này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền. Sau đó chúng sẽ tư vấn để con mồi nạp tiền nhiều hơn rồi sẽ khóa tài khoản không cho rút tiền. Mới đây, một người phụ nữ tại quận Long Biên đã mất hơn 500 triệu đồng khi đầu tư tiền vào sàn ngoại hối quốc tế. Theo đơn trình báo, vào ngày mùng 5 tháng 5 năm 2023, nạn nhân có nhận được lời mời tham gia đầu tư ngoại hối quốc tế qua trang web đang hiển thị trên màn hình. Theo quảng cáo, sàn có giấy chứng nhận quốc tế, được kiểm định, đánh giá chất lượng với cam kết kiếm nhiều tiền với lãi suất từ 10 đến 30%. Sau khi được tư vấn, nạn nhân đã nạp 200 triệu đồng nhưng không thể rút được tiền ra. Lúc này, chị mới nghi ngờ mình bị lừa và đến công an phường Thượng Thanh, quận Long Biên để trình báo. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thông tin các sàn giao dịch nước ngoài đầu tư với lãi suất cao để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia. Khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan công an trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.